Các bạn ơi, hôm nay mình đến điểm câu cá là mình thấy đi qua ngang đường, mình thấy cái điểm này rất đẹp. Nó ở khu công nghiệp Tân Phú Trung. Nó có cái bảng Nệm Vạn Thành ấy. Cho đường 22 các bạn ở đây thì đến đây câu cũng được. Mình thấy ở trên đường kia có ghi có viết hai cái bảng là cấm trích điện, cấm dùng điện. Nên khả năng là câu cá ở đây cũng được. Thế nên hôm nay mình đến đây mình thử vận may thì xem sao. Ngoài kia là ngoài đường các bạn ạ. Đấy. Mình đi mình quay cho các bạn xem sơ sơ. Bạn nào đến đây câu thì ghé đây cũng được. Nước ạ. Nay mình đi câu mình câu bằng máy ngang các bạn nhé. Mình đang đi ra bên ngoài. Mình vừa đấy đi vào bên trong đi tham thính một vòng thôi, bây giờ mình đi ra bên ngoài để mình câu thử ngoài vào. Thì cái xe ở ngoài kia thì sợ trồm mất thì chết đi các bạn. Mình cũng phải cẩn thận. Rồi rất là đẹp luôn đấy. Chỗ này trên kia là họ cấm trích điện. Ở đây có mấy con gì nó chạy chạy. Rồi chắc khả năng là mình câu từ đây mình câu vào rồi các bạn nhé. Rồi ok. Gần quốc lộ nên là xe chạy hơi ồn. Dưới tùm lum ấy. Giờ tao các bạn ạ. Dính các bạn ạ. Đen xì này. Có cái lóc đen xì chưa. Đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ cầm lên cho các bạn xem. Đen xì. Nó này điểm này là điểm Tân Phú Trung ấy các bạn, nó bẩn quá, nó dính vào cái đống bùn kia nó bẩn quá các bạn ơi. Các bạn ơi, nó vừa nó húc đầu vào cái đống bùn kia nó dơ quá, để mình rửa qua nó đi chứ. Đấy, và vừa nãy thì mình câu được một em nhá, đen xì xịt luôn, cá ở đây đen lắm. Đây, cũng không được to lắm nhưng mà cũng đủ bát canh riêu cho hai vợ chồng rồi. Rồi đen xì luôn các bạn, điểm này cũng được. Anh em là đến câu thì đến cái điểm này cậu cũng được. Rồi ok.